Xin chào mọi người, nhất là các anh chị tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đây là video clip em chia sẻ với mọi người về tử vi cũng như vận hạn những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị. Thường thì đầu năm em sẽ thực hiện những cái video nói về tử vi chọn năm của mọi người, nhưng do sức khỏe không tốt đẹp cho nên là đầu năm vừa rồi có một số tuổi em không thực hiện, và trong đó có cái tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 của các anh các chị. Một trong những cái tuổi mà năm vừa rồi, năm Mậu Tuất, gặp đầy sóng gió trong cuộc sống. Các anh các chị là một cái người nắm chữ Giáp, lại là nắm cái con Thìn, là cái con hướng ngoại, cho nên là những cái người rất là giỏi về gọi là chỉ huy, giỏi về cái chuyện ngoại giao. Tuy nhiên là năm vừa rồi có giỏi mấy đi nữa thì đúng không, ông thời ông đi thì bà giỏi có bao nhiêu thì cũng không có làm được gì cả, mà thậm chí là đem đến nhiều chuyện rất là không vui với cái chữ Mậu bị Giáp khắc Mậu và Thìn với Tuất là lục xung, phần địa chi thì rất khó trong làm ăn cũng như gia đạo. Các chị thì có sự thành công sau cái tháng 9, tuy nhiên các anh thì lại không tốt đẹp như vậy. Dù qua tháng 9 tháng Nhâm Tuất rồi thì cũng tè lè tới cuối năm. Chuyển qua đầu năm nay, tới hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6, thì em có phải nói là một điều rằng các anh các chị có 5 tháng vừa rồi khá là tốt đẹp về mọi mặt so với cái năm cũ. Tuy nhiên mà để tốt đẹp như những năm trước đó thì không hoàn toàn đúng. Vì lý do sao? Nói thật sự là mình mới vừa sập hố thì mình phải từ từ mình bò chứ, mình không thể vừa sập hố xong mình đứng dậy mình chạy được, mình cũng phải bị tổn thương. Cái đó là cái lẽ đương nhiên. Hậu quả của cái năm mà Mậu Tuất 2018 để lại với các anh các chị không phải là nhỏ. Các anh là chủ yếu, còn các chị thì vậy chứ mà được cái từ cái tháng 9, hết tháng 9, từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì các chị lại có cái sự tốt đẹp hơn và kiếm lại được, nhưng mà các anh thì không phải, không được may mắn như vậy. Thì trở lại cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị, thì các anh các chị thì như đã biết thì là mình, mệnh của mình là phúc đăng hỏa, tức là lửa trên cái ngọn đèn. Năm nay sao chủ của năm đối với nam là sao Thổ Tú, vẫn là rối rắm nạn tai, nữ là Vân Hớn, một cái sao cũng đem lại tai tiếng thị phi. Sao Thổ Tú thì của các anh thì nặng hơn, tại vì sao Thổ Tú là hành thổ, mình là người mệnh hỏa, gặp thổ là bị sinh xuất nữa, cho nên có thể rối rắm nhiều hơn. Và hạn tiếp tục là một cái hạn của năm không tốt, đó là hạn ngũ mộ. Hạn này thường đem lại cái sự hao tài và mất của. Vận niên của năm cả các anh vẫn chị là vận niên trư phùng hỏa, heo lửa, heo gặp lửa không tốt. Tuy nhiên thiên can thì tốt đẹp vì chữ Giáp và chữ Kỷ là thuộc thiên can ngũ hợp, cho nên gặp thiên can ngũ hợp thì có thể nói là công việc hanh thông hơn, tốt đẹp hơn, dễ sinh tài lộc hơn. Địa chi Thìn gặp Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Tuy nhiên là âm ngũ hành của Thìn và Hợi là một cái là thổ, một cái là thủy, cho nên là người ta có một cái số sách viết là hung niên, đem lại sự bất an. Tuy nhiên là từ đầu năm đến giờ thì bất an là bất an do cái hậu quả của năm cũ để lại, chứ còn mà bất an từ năm mới xuất hiện thì chưa thấy. Thì bây giờ mình sẽ vận vào thử coi cái vận hạn của 6 tháng cuối năm xét về tử vi nó sẽ như thế nào. Rồi đầu tiên hết á, bây giờ mình sẽ nói đến tháng 6 âm lịch. Hôm nay đã mùng 3 rồi thì tháng 6 âm lịch năm nay, năm Kỷ Hợi là tháng Tân Mùi, mà tháng Tân Mùi là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh, các anh các chị mệnh hỏa gặp thổ là sinh xuất, bổn mệnh bị sinh xuất, sức khỏe và bổn mạng hơi yếu, cần cẩn thận. Nên nhớ năm nay là năm mộc, tuy nhiên là năm âm ngũ hành là thổ vượng, cho nên là hai tháng 5 và tháng 6 là hai tháng cực thổ của năm, cho nên là người mệnh hỏa của mình gặp thổ vượng là sinh sức. Tuy nhiên là bản thân của năm là mộc tương sinh cho mình, cho nên là sinh xuất một tí xíu này không quá nguy nan tới bụng mạng của mình đâu. Nếu các anh các chị có bệnh có gì mà giải quyết trong tháng này cũng không vấn đề đâu, đừng có sợ ha. Rồi thiên can á, chữ Giáp với chữ Tân không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên công việc không có vấn đề. tiếp tục là một tháng tốt về công việc. Địa chi thì là mùi và thìn, thìn tuất sửu mùi, thìn và mùi nó nằm trong tứ hành xung. Tuy nhiên là cặp tứ hành xung này thìn mùi nó ở xa nhau cho nên cái sự xung khắc không lớn đâu, cho nên là gia đạo mà có chút buồn phiền thì cũng không quá lớn, chỉ là một cái gia đạo va chạm nhỏ rồi cũng sẽ nhanh chóng được vượt qua mà thôi, không có cái gì quá lớn lao đâu. Nhưng đặc biệt là đối với tuổi của các chị thì cái việc mà nắm về gia đạo thì không có phải lo ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng cô hồn của Phật giáo hoặc là tháng xã hội công nhân của đạo dân gian, tín ngưỡng dân gian. Tháng 7 âm lịch là tháng nhâm thân, tháng nhâm thân thì thuộc kim, như vậy mệnh các anh các chị hỏa sẽ khắc kim của tháng, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Tháng 6 là sinh xuất, tháng 7 là mình khắc tháng là nặng hơn sinh xuất luôn rồi ha. Thiên can giáp nhâm là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Thiên can như giáp và nhâm là chữ giáp thì thuộc mộc, chữ nhâm là thuộc thủy, cho nên là có thể nói nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất mộc sinh thủy, thủy được sinh nhật là các anh chị được thủy của nhâm sinh cho mộc là tương sinh tốt đẹp, có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn lao. Địa chi thân thìn là thuộc nhóm tam hợp thân tý thìn, dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc và các mối quan hệ của mình. Như vậy với cái nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh cộng với cái tam hợp của tháng thì hy vọng rằng là các anh các chị thông qua mối quan hệ của mình sẽ có được tiền tài, tài lộc, sẽ vượt qua được cái sự khó khăn của cái sao thổ tú và vận hớn ở bổn mệnh của mình. Tuy nhiên tháng này thì các anh các chị cũng cần phải đề phòng cái bổn mệnh mình một chút xíu, do mình khắc tháng ha, bản mệnh của mình khắc tháng. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 8 là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu tiếp tục là một tháng kim, như vậy bản mệnh không khắc tháng 7, vẫn là hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Hai tháng mà bổn mạng khắc tháng, tháng 6 là bị sinh xuất nữa, cho nên là bổn mạng hơi khá yếu nha, cho nên là cẩn thận một chút xíu. Thiên can chữ giáp và chữ quý là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của quý cũng tiếp tục là thủy, nạp âm của giáp là mộc, cho nên tiếp tục là thủy sinh mộc, gọi là tương sinh. Bổn mạng được tương sinh như thế này thì tốt đẹp, mọi thứ nó sẽ ok ra. Cỏ tiếp tục là một tháng công việc, cỏ sinh tài lộc. Địa chi dậu với thìn là thuộc nhóm lục hợp, tốt cho gia đạo lẫn công việc. Như vậy tháng 8 cũng khá giống như tháng 7. Tháng 7 thì mình có tam hợp ở địa chi, tháng 8 thì mình có lục hợp ở địa chi. Còn nạp âm ngũ hành của hai tháng này thì đều được tương sinh, cho nên là dễ sinh tài lộc, cũng giống như tháng 7. Nhưng hãy nhớ rằng bản mệnh của tháng mình khắc tháng, cho nên là cẩn trọng bổn mạng, vì có thể là sẽ có bệnh nhẹ hoặc là có tai nạn trầy xước tay chân. Các anh các chị nhớ cẩn thận. Tiếp tục đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 âm lịch là tháng Giáp Tuất, mà tháng Giáp Tuất thì là thuộc hỏa. Như vậy xét về mệnh là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không gặp vấn đề gì về bổn mạng nữa. Các phúc tinh và tài tinh vì thế cũng sáng hơn và phần nào đấu tranh được với phá và bại tinh, đặc biệt là với cái hai sao chủ mà thổ tú và vận hớn của các anh các chị. Thiên can chữ giáp cũng đồng hàng, công việc sẽ không gặp chướng ngại. Tuy nhiên địa chi thì không tốt đẹp, thìn gặp tuất là lục xung. Lục xung là mô tả cái sự đối chọi chống đối nhau, gia đạo chắc chắn sẽ có nhiều rối rắm, đặc biệt là với cả các anh các chị và thổ tú và vân hớn thì đều đem lại rối rắm và đàn tai cả, cho nên là nhớ cẩn thận. Có thể là các mối quan hệ hoặc là một đứa con trai dưới 21 tuổi sẽ làm cho mình cảm thấy buồn phiền khó chịu nha. Cho nên là các anh các chị phải cẩn thận cái phần này để mà mình biết trước, mình đề phòng, lỡ có gì mình răn đe con mình. Mà riêng các chị thì nói chứ có muốn mà buồn phiền về con trai cho các chị luộc dư sức. Người nam á, mà giáp thìn á, tuy nóng nảy nhưng mà không có giữ bằng nữ mới giữ ha, nữ ghê lắm. có uy với gia đạo. Đó. Rồi, tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 10 là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về mệnh là hỏa đồng hành, bổ mạng sức khỏe tốt, giống như tháng 9 thôi. Thiên can Ất Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả Giáp và Ất thì đều thuộc mộc, nạp âm ngũ hành. Như vậy là sẽ gần giống như là tháng 9 với cái thiên can như thế này, thì công việc không quá gặp nhiều khó khăn, tiếp tục là một tháng có sự tốt đẹp ở trong công việc. Địa chi Thìn Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau. Như vậy tháng 10 rõ ràng tốt đẹp hơn tháng 9 về cái việc gia đạo và các mối quan hệ trong công việc làm ăn. Như vậy thì tháng 10 hửng sáng hơn, tốt đẹp hơn. Rồi tiếp tục đó là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 11 này là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì là thủy. Như vậy xét về trụ mệnh là thủy khắc hỏa, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe. Mà khi bổn mạng mà bị tháng khắc như này, phúc tinh và tài tinh vì thế nó sẽ không có phát huy cái tác dụng của mình, sẽ để phá và bại tinh hoàn thành. Nhất là hai cái sao trụ Thổ Tú và Vận Hớn, nó sẽ phát huy cái tác dụng của nó, đem đến rầy rà rối rắm cho các anh các chị. Thiên can Giáp Bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Giáp là mộc, Bính là hỏa, cho nên có thể nói là bị sinh sức mộc sinh hỏa, cho nên báo hiệu là có khó khăn ở trong công việc, tiềm ẩn cái sự hao tốn, nhưng mà không quá lớn đâu, các chị đừng lo. Địa chi Thìn gặp Tý là thân Tý Thìn, thuộc nhóm tam hợp. Thì như tam hợp thì đã nói là có tam hợp tháng, thì nó đem không những tốt cho gia đạo mà nó còn đem tốt cho các mối quan hệ trong công việc. Hy vọng rằng là với cái thân Tý Thìn tam hợp này sẽ có, tức là mình có những cái mối quan hệ tốt đẹp. Nếu xảy ra cái sự cố bằng do là cái mạng mình bị tháng khắc, các sao Thổ Tú của các anh và sao Văn Hớn của các chị nó hoàn thành, nó đem lại sự rối rắm, thì với cái tam hợp của tháng, tức là cái mối quan hệ của mình có thể khống chế và giải quyết nó một cách nhẹ nhàng để mà vượt qua. Hy vọng là vậy. Rồi tiếp tục đó là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Đinh Sửu, tháng Chạp. Người Việt Nam của mình thì thật sự ra mà nói là tháng Chạp là sự thường làm ăn cho cao lắm là tới ngày 20 tháng Chạp là mình bắt đầu mình sẽ chuyển qua cái việc mà gia đạo, lo sắp xếp đồ này kia, quà cáp đồ này kia cho các nơi để mà chuẩn bị một cái Tết sum vầy trong gia đình. Cho nên là mình sẽ xét xem coi như tháng này nó tốt tới cỡ nào và xấu ra sao. Xét về trụ mệnh thì tháng Đinh Sửu là tháng 12 là tháng Đinh Sửu, mà Đinh Sửu là thủy, như vậy mệnh sẽ không khác tháng 11 là bị thủy khắc hỏa, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng cũng gặp không tốt, cẩn thận sức khỏe và đặc biệt là phúc tinh và tài tinh, vì thế không có phát huy tác dụng. Để mà khống chế bớt lại cái hai cái sao chủ Văn Hớn và là Hầu của các anh các chị. Thiên can Giáp Đinh không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tiếp tục Giáp là mộc, Đinh là hỏa, cho nên là sinh xuất, mộc sinh hỏa, nạp âm ngũ hành bị sinh xuất, cẩn thận cái việc hao tài. Thì cũng đúng thôi, nếu mà các anh các chị ở tuổi này làm ăn gặp những người các anh các chị là những người rất là thích ngoại giao và thích cái sự gọi là kính trên nhường dưới và tốt trong những cái mối quan hệ làm ăn của mình, thì mình hay chăm sóc họ tốt, cho nên là có thể nói là mình phải chi ra một cái khoản khá để mà tặng quà biếu xén ở trong cái thời gian này, cho nên là cái chuyện hao tốn có thể mình chấp nhận được. Địa chi Sửu Thìn, Thìn tức Sửu Mùi, Sửu Thìn là nằm trong tứ hành xung, gần nhau, cho nên cái sự xung khắc trong gia đạo chắc chắn sẽ có và đôi lúc là có sự buồn phiền cho các anh các chị. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái vận hạn 7 tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 với khá những cái vấn đề nằm ở trong cái bổ mạng của mình, với nào là tháng sinh sức bổn mệnh, mình khắc tháng, chỉ có tháng 9 tháng 10 là hỏa đồng hành thôi, chỉ có 2 tháng là bổn mạng của mình không có vấn đề thôi. Cho nên hy vọng rằng các anh các chị dù rằng gặp cái năm tương đối tốt đẹp hơn những gì đã xảy ra ở trong năm 2018 em cảnh báo, cũng như là đối diện với sự thật, thì hy vọng rằng là đây sẽ là cái thông tin mà các anh các chị có thể ứng dụng vào cuộc sống và biết cương nhu ở những cái thời điểm để mình có được cái bổn mạng sức khỏe tốt, công việc hanh thông, tài lộc và vượng phát. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Giáp Thìn biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là các con của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!